Con xin kính chào thầy. Dạ, con xin kính chào đại chúng. Dạ, con xin được thầy giải thích một cái thắc mắc cho con về vấn đề con đọc sách, con thấy là thiền chỉ và thiền quán. Con cũng đọc nhiều lần mà sao con thấy nó còn mù mờ, nó chưa có rõ. Dạ, hôm nay xin thầy giải thích rõ. Thí dụ như trong lúc mình ngồi thiền, mình dụng công như thế nào là thiền chỉ, như thế nào là gọi là thiền quán. Và cái thiền Vipassana mà chúng con được thực tập tại chùa Giác Ngộ, nó là thiền chỉ hay thiền quán? Dạ, con xin cảm ơn thầy ạ. A Di Đà Phật, kính cảm ơn cô. Đại chúng nghe rõ câu hỏi chưa dạ? Dạ. Bây giờ con thỉnh đại chúng nhắm hết mắt lại. Con thỉnh đại chúng rất chậm, từ từ mở mắt ra. Con cảm ơn. Cái lực mà hai cái mi mắt nó đẩy lên để nó tạo ra cái kẽ hở, cái đó là định. Còn nó hở tới đâu, nó thấy rộng bao nhiêu, cái thấy của đôi mắt đó là tuệ. Vậy không thể bỏ định mà có tuệ. Bước chân, bước trái mình trụ, bước phải nó mới dỡ lên đi được. Cái trụ của bước trái là định, dỡ bước chân lên đi là tuệ. Nước mà đứng lại là định, bản chất của nước tĩnh mà chiếu soi là tuệ. Mình phân biệt được định tuệ chưa? Bản chất của hai đứa nó là một, nhưng mình nói hai thứ khác nhau, hai mặt của một đồng tiền. Tấm gương nó có đứng yên thì nó mới chiếu được những thứ như thật ở phía trước. Nhưng nó đứng yên mà trên mặt của nó dính bụi, hoặc là nó lõm vào, nhô ra, cũng chiếu, nhưng mà chiếu một cách lệch lạc sự thật ở bên ngoài. Vậy cái gương mà đứng yên và trên mặt gương bằng phẳng, đó là định. Những gì nó chiếu như thật ngoài kia, đó là tuệ. Bản chất tâm của mình vốn định tuệ trong tự tánh, không phải do tạo tác mà được. Cái gì tạo mà được, cái đó nhờ nhân duyên. Duyên mà có thì sinh, duyên mà đi thì diệt. Thiền của chúng ta tu tập là định tuệ cùng một lần. Nhất cái dao lên thì có cán nó cũng nhất lên. Quý vị thấy cái dùi này không? Nó có mấy đầu? Hai đầu. Con cần phải cùng một lần nhích hai đầu lên thì cái dùi nó mới lên không? Hay làm sao? Cầm một đầu, đầu kia tự lên. Định bao nhiêu, tuệ bấy nhiêu. Tuệ bao nhiêu, định bấy nhiêu. Lấy định phát triển tuệ và lấy tuệ phát triển định. Không bỏ cái này mà có cái kia. Nhớ như vậy. Ví dụ như một hơi thở. Hơi thở thứ nhất, vào dài ra dài. Hơi thở thứ hai, vào ngắn ra ngắn. Hơi thở thứ ba, toàn thân của hơi thở vào, toàn thân hơi thở ra. Hơi thở thứ tư, làm an tịnh, dịu nhẹ hơi thở vào, dịu nhẹ hơi thở ra. Bốn hơi thở đó là định hay tuệ? Định hay tuệ? Định tuệ cả hai. Nhưng nếu người nào muốn nhấn vào định thì nhấn vào định. Nếu người nào muốn nhấn vào tuệ thì nhấn vào tuệ. Nhưng chắc chắn hai cái thứ đó không thể rời nhau mà có. Cái nào mạnh hơn một chút mà thôi. Với một số người,
bốn hơi đó có thể định nhiều. Với một số người, bốn hơi đó có thể tuệ nhiều. Ví dụ, hơi thở vào dài, ra dài. Mình làm cho nó dài, nó ngắn chăng? Không, nó tự nhiên. Còn mình làm là mình tạo tác. Có thể nó làm cho mình yên cái tâm không suy nghĩ, nhưng nhiều lần cố gắng tạo dài, tạo ngắn, làm cho ngực mình liền tức thôi. Thì cái tức ngực đó, cái định ấy, cái định mà tạo tác cái hơi thở đó, 5-3 hơi thôi, để cho thay thế cái tiếng ồn trong tâm bằng cái tiếng ồn của hơi thở ngắn dài. Nhưng rồi, nếu không trở về với trạng thái tự nhiên, thân tâm mình nó sẽ lên tiếng. Nó không cho phép mình sử dụng nó một cách bừa bãi theo cái tôi tham lam của mình. Cái gì tự nhiên, cái đó bền vững lâu dài như nước chảy về xuôi. Cái hơi thở ngắn hay hơi thở dài, nó hoàn toàn là tự nhiên. Ai biết nó ngắn dài? Hả? Mình biết. Cái gì nó biết? Cái biết nó biết. Cái sự cảm nhận của mình nó biết. Bây giờ nếu con để bút xuống, con nói quý vị mô tả dùm về hơi thở. Làm sao mô tả? Có hình tướng không? Không. Không có hình tướng thì mình chụp hình nói vô tâm mình được không? Không. Vậy mà mình vẫn biết được nó dài, nó ngắn, nó phồng, nó xẹp, nó mềm, nó cứng, nó căng, nó nhẹ, nó nhiều, nó ít, nó dễ chịu, nó khó chịu. Mình biết hết mặc dù nó không có hình tướng. Thì cái đó, cái biết đó là định hay tuệ? Tuệ. Vậy làm sao mà mình biết được cái hơi thở trọn vẹn như vậy? Mặc dù nó không có hình tướng, tâm của mình ở quá khứ, mình vừa suy nghĩ mà mình vừa quán hơi thở được chăng? Không. Mình vừa nghĩ về tương lai mà mình thấy được những cái thứ đó trong hơi thở mình chăng? Không. Như vậy tâm mình ra khỏi quá khứ và tương lai, buông bỏ đi lịch sử bản ngã của tự thân. Tôi ông bà này, tôi ông bà kia, tôi mối quan hệ này, tôi mối quan hệ kia, tôi giàu, tôi nghèo, tôi đau khổ, tôi hạnh phúc. Cái tôi biết đi đó, bỏ được một cái định. Nhưng mà về hiện tại rồi nghĩ tới tương lai, hoạch định ngày mai ta sẽ làm gì đó. Với cái tương lai mình đang nghĩ, lập tức trong lòng mình có cái lo lắng, bồn chồn, sợ hãi, hồi hộp. Thì mình quan sát hơi thở được chăng? Không được. Bỏ luôn cái tạo tác của tương lai, có được cái định thứ hai, lòng không có bồn chồn, lo lắng, thì mặt nước nó mới yên lặng xuống. Rồi, với cái hiện tại mà nó có một cái tiếng ồn ở trong tâm, la ba về cái hơi thở miết. Bây giờ con hỏi quý vị nè, hãy nhắm mắt lại cùng làm với con. Quý vị hãy kiểm tra thử mình có đang thở không? Có mình đang thở nè. Tôi đang thở. Mình nói lên như vậy hay là mình chỉ cần ý thức thử cái hơi nó vào, cái hơi nó ra? Mình ý thức hay mình nói về nó? Mình ý thức về nó. Tức là hơi thở có ý thức, chứ không phải cái tiếng ồn về cái hơi thở. Không phải cái câu nói của mình là tôi đang có hơi thở vào ra. Không bàn luận, không có những cái bình luận viên ở trong cái hơi thở đó, mà chỉ đơn thuần là quan sát viên. Thì không có cái tiếng ồn ở trong tâm, buông bỏ cái quá khứ, không tạo tác cái tương lai. Và cái tâm mình nó đang hiện diện một cách trọn vẹn ở đây và bây giờ, cái đó là định. Và khi nó hiện diện ở đây và bây giờ một cách trọn vẹn, nó, cái đó gọi là chú tâm. Và tiếp bước nữa là sự phản chiếu của tâm gương đó là quan sát. Cái đó là tuệ. Rõ không? Như vậy, trong một hơi thở có định, có tuệ. Trong một bước chân cũng có định, có tuệ. Ở trong tất cả mọi thứ, nếu mình đặt cái tâm mình thận trọng, mình chú tâm, mình quan sát, mình ý thức rất rõ ràng mà tâm mình không phản ứng. Tâm mình không có tiếng ồn về đối tượng. Tâm mình như thật thấy mà không phán xét, lựa chọn, lấy bỏ, tốt, xấu. Không có cái cặp nhị nguyên của các cái tính từ ở phía sau đối tượng. Thì quá khứ vẫn còn, cứ về đi. Tương lai vẫn có,
cứ suy nghĩ đi. Nhưng tâm của mình bất động, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, lên những cái thứ mà nó đến đi hằng ngày nó làm mình khổ. Bây giờ mình có cái đỉnh rồi, cứ về, ta đã ở nhà, bật điện sáng lên rồi, chủ nào vô bật lên thấy rõ ràng mặt mũi như thế nào, thấy hết, khỏi cần đuổi đi, tiếp từng đứa một cẩn trọng, thấy đứa này mặt như thế này, mũi như thế này, nam nữ như thế này, thấy hết rất rõ ràng, và tâm không phản ứng gì hết, thì nó đến dù là nhiều cỡ nào chăng nữa cũng khoảng 3-4-5 lần là cùng. Mình không phản ứng, tức là mình không có buồn, cũng không có giận gì với nó hết trơn, cũng không có vui, không có thích gì nó hết luôn. Thì cứ để mọi thứ đến mà tâm mình đã ở nhà, tức là có định, và mình không phản ứng, mình thấy nó như thật, tức là có tuệ. Thì nó đến rồi nó sẽ đi, là mình, nó đến là mình thấy được pháp sinh là trí sinh, nó đi mình thấy được pháp diệt là trí diệt, thấy được pháp sinh diệt đó là trí tuệ, bắt đầu giải thoát. Giải thoát là chạy đâu chăng? Không, ở ngay trong sự ràng buộc vốn trước đó mình không thấy nó sinh diệt. Bây giờ mình thấy nó sinh diệt ở ngay trong chỗ đó mà mình giải thoát, bởi vì mình không bị nó tác động, chạy theo, nắm giữ hay hối tiếc vì không có nắm giữ được. Vậy tóm lại nhé, sân mà biết mình sân, tham mà biết mình tham, thở mà biết mình thở, đi mà biết mình đi, ngứa mà biết mình ngứa, lo lắng mà biết mình lo lắng, đi biết đi, thở biết thở là quán thân trên thân, khó chịu và biết mình khó chịu, dễ chịu biết mình dễ chịu là quán thọ trên thọ, dễ chịu của thân đó là quán thọ trên thân, dễ chịu của tâm đó là quán thọ trên tâm. Khi tâm mình sân tham hay các cái trạng thái của tâm đó là pháp, như thế nào mình biết như thế đó. Thì khi tâm sân mà biết mình sân thì cái biết đó là định, mà biết như thật, không phán xét lên tiếng nói đông nói tây gì về cái sân này của tôi, cái sân này thường vô thường, cái sân này tốt xấu, không nói gì hết, mà thấy nó lớn và thấy nó ở một xíu hay nó đi dịch chuyển và thấy nó biến mất, cái thấy như thật đó là tuệ. Như vậy là biết sân là sân, cái biết đó chỉ là định, và biết như thật toàn bộ sinh diệt mà không phản ứng, cái đó là tuệ. Rõ ràng chứ nè? Dạ, dạ được chứ cô. A Di Đà Phật.